bê tông. Không cho kia còn bán cái bông hay gì không? Có cổng cổng nào cũng bán. Vâng, đây cụ cứ đi thẳng thôi, cụ tiện cái Ôi giời, trong này là lễ hội cha triển lãm cây cảnh. Vào đây là hết rồi. Vào đây rồi. Vào đây có cái gì là nó không ạ? Cây này cây rành rành. Đúng không? Rành thì là rành. Rành rành gốc to. Đây gọi là ngọc. Thiếu sáng. Rành rành rất già. Lúc này tại triển lãm cây cảnh ở chợ Viếng Nam Trực thì trời đang mưa. Người thì rất là đông. Phần lớn người vào đây để vào chùa xem cây cảnh và để trốn cái sự chen lấn ở phía ngoài đường kia. Chung mà chỉ nắm cái cảnh chung. Cây này không biết là cây gì, nhìn như cây sam. Không ghi tên. Nó tiền ra màn không? 72 phép không một thứ nhỏ.